Xin chào quý vị và các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên đường, đây là đường con hẻm đi vào nhà mình. Chỉ cách mặt tiền đường Quang Trung chỉ có mấy trăm mét thôi. Đây là con đường đi vào căn nhà của mình. Căn nhà này nằm đối diện với Vincom Quang Trung. Đây là khu vực để xe. Đây là bước vào căn nhà của mình. Ở ngoài thì mình sẽ có một khu vực phòng khách. Căn nhà này với diện tích là 51.6 m². Và đây là khu vực bếp. Và ở sau thì mình sẽ có một phòng. Nếu các bạn không có nhu cầu ở phòng dưới này thì mình có thể dời khu vực bếp vào trong sát tường, thì sẽ làm cho căn nhà mình cảm giác nó sẽ rộng hơn. Đây là khu vực toilet. Vì hiện tại khu vực bếp này cũng rất là mới nên nếu các bạn dời vào thì chỉ có cần đập một bức tường này thôi. Sau đó thì mình sẽ tháo khu vực bếp và dời vào trong. Thì tiền công và chi phí thì chắc cũng không bao nhiêu, mình nghĩ khoảng tầm chắc 10 triệu. Đây là khu vực cầu thang. Các bạn có thể nhìn thấy cầu thang đi rất là thoải mái. Ở trên thì mình sẽ có hai phòng, một phòng ở phía trước, một phòng ở phía sau. Đây là khu vực toilet. Đây là khu vực phòng ở phía trước. Ở ngoài thì mình sẽ có khu vực ban công. Và ở sau này thì mình sẽ có một phòng nữa. Nếu các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901 240 289. Ngoài ra, để nhận nhiều hơn những thông báo về những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.